Như thường lệ, chúng ta sẽ mở đầu chương trình bằng chuyên mục Bạn có biết. Làng hoa Gò Vấp cực thịnh vào những năm đầu thập niên 90 của thế kỷ trước. Vào thời kỳ đó thì có thể so sánh với một làng hoa rất là nổi tiếng của khu vực Nam Bộ, đó là làng hoa Cái Mơn. Từ năm 1960, hồi đó không phải giống mặn giờ đâu, có mấy thứ thôi. Nào là bông cúc, vàng bọng nè, vàng tàu nè, bông thực dược nè. Mà hồi đó thì không có dùng thuốc tăng trưởng, không gì, làm cái kiểu mà làm theo cái cách ngày xưa thôi. Nghĩa là cứ coi mùa tiết, ví dụ mùa nóng tứ tôm khác, mùa mà trời mưa lạnh tứ giảm nước khác, phải chăm sóc. Phân bón nó khó, phải canh cho đúng Tết, nó rất là khó khăn. Thì cũng cứ đem ra thành phố thôi chứ ở đây hồi đó đâu có bán được. Nhưng mà thành phố hồi trước á, đường Nguyễn Huệ thì từ ở trên cái Bùng Minh chỗ bây giờ trước Ủy ban dân thành phố á, nó cái chỗ một phun nước á, dài xuống tới chỗ tàu Hòa Giải thôi. Chứ dưới không có ai bán, bị có 36 lô à. Bây giờ cũng vẫn còn, nhưng mà ít là thấm. Lý do thì đất bán có giá, người ta bán lần hầu hết, người ta đi nơi khác. Chứ cũng không phải là cái nghề đó để dẹp đi. Bây giờ trồng hoa vẫn còn sống được. Nhưng mà nếu mà nói làm để mà phát triển giàu lên thì không nổi đâu. Trồng hoa để giữ cái nghề truyền thống lại ngày xưa.